thể là làm xong được hai dĩa. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Taylor. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm mì xào dòng. Cái món này ở trong cái nhà hàng Tàu nào cũng có hết, nhà hàng Việt Nam cũng có luôn. Hôm nay Taylor xào với lại đồ biển. Đây là nguyên liệu Taylor đã chuẩn bị. Đây là tôm. Tôm thì Taylor phải xài khoảng chừng 200g tôm. Cũng tùy theo mình, nếu mình làm mà nhà có nhiều người thì mình làm nhiều, còn nếu không mình làm ít lại nha. Hai con mực với lại mấy con scallop là mấy con xào điệp. Taylor có thêm bỏ cua giả vô nữa, tại vì cua giả bỏ vô ấy, ăn rất là ngon cho nên Taylor rất thích bỏ vô. Còn rau củ quả thì Taylor có cải làng nè, cà rốt nè, thêm hành tím, gừng với tí gừng với lại tỏi. Mì á thì Taylor xài cái hiệu mì này, tại vì cái này nó ít bột ở ngoài đó, cho nên Taylor mà đem về á mình không có cần phải nhúng nước hay là mình phải trụng nước sôi gì hết, mình để nguyên giống vậy luôn. Còn mình là gỡ ra để mình xạ, mình chiên lên cho nó giòn thôi. 6 ounce là khoảng 1 pound hoặc là 454g. Thế là sẽ cắt rau cải trước nha. Cải làng thì mình cắt nhỏ ra. Lá thì mình cắt để riêng. Cọng thì mình cắt để riêng luôn nha. Cắt vừa vũ cái miếng mình bỏ vào miệng á, cho nó gọn á. Cải thì mình dùng cái gì cũng được hết, nhà mình có gì mình xài cái đó. Thế là xài dùng cải làng, tại vì thế là mua cải làng, thế là thích ăn cải làng đó, cho nên mình mua về thì mình sẵn mình xào cái món này luôn. Còn nếu không á thì mình có thể dùng broccoli mua chợ Mỹ hoặc là cải thảo làm kim chi hay là sao cũng được hết. Cà rốt thì theo là dùng nửa củ thôi, tại vì dùng nhiều quá nó cũng không có ngon á. Cà rốt thì mình cắt sao cũng được hết, theo là cắt xéo xéo không gì. Hành tím, tỏi với gừng thì mình băm nhuyễn là được. Rồi gừng thì thế là cũng băm nhuyễn luôn sau khi mình cắt tỏi xong nè. Cho vào vô chén luôn. Cua giả thì thế là lấy phân nửa, một phân nửa bịch á, là mình cắt xéo nè. Mực thì mình xẻ ra, thế là xẻ như đây, rồi thế là cắt miếng lại. Xoay thế là bỏ cà rốt vô mình trụng trước nè, cho nó chín sơ qua hết á, với lại nó giữ cái màu đẹp nữa. Rau cải thì mình trước khi mình xào á, mình trụng sơ cái mình đem rửa nước lạnh lại, cái mình giữ được cái màu của rau cải nó còn tươi, nó giòn nữa. Đó, cà rốt giờ nó héo rồi, nó chín rồi nè, nó trong, hơi trong lại nè. Thế là vớt ra. Rồi mình vớt ra. Nó còn rất là xanh, rất là đẹp luôn nè. Rồi thế là đem đi trộn qua nước lại, thế là bỏ vào mực và mình trộn luôn nè, mình trộn hải sản hết luôn, thế là trộn cho nó quấn lại hết luôn, cho nó có cái làn cắt đẹp nè, rồi mình vớt ra liền. Nước sôi trở lại, thế là cho tôm với xào điệp vào trộn luôn, mình trộn cho nó héo lại sơ sơ là được, để cho con tôm nó giữ nguyên cái con tôm đẹp á. Rồi mình trộn sơ sơ vậy là được rồi. Vớt ra. Để làm cái nước sốt để xào mì á, thì thôi là cho một muỗng canh đường vào, một muỗng cà phê bột nêm chay, chút xíu nữa, 1/4 muỗng cà phê muối à. Cho một ít tiêu xay vào cho nó thơm. Một muỗng cà phê nước ướp xá xíu, nước ướp xá xíu nè. Một chút xíu tương ăn phở, chừng một muỗng cà phê dung, một muỗng canh xì dầu, một muỗng canh dầu hào,
Rồi, thế là cho nước. Nước chicken broth là cái nước súp gà cho vào. Cho 5 muỗng. 5 muỗng nước súp gà. Rồi cuối cùng thì là cho một muỗng canh vừa dầu mè. Bên đây thì là cho nửa muỗng canh bột bắp. Sau đó thì là cho nước súp gà vào đây. Mình khuấy cho nó hòa tan ra. Hồi nữa mình cho vô cái bột này vô cái nước sauce đó. Đó mình trước khi mình chiên mình bỏ vô cái giá này nè. Xong rồi cái mình băm nó ra. À, mình thử dầu trước, thấy là đậm mì vào. Mình thử dầu trước coi nó sôi lên không. Rồi thôi là bỏ vô mình chiên nè. Cái này chiên cũng lẹ lắm, cái này nó mì nó khô á. Da chiên nó giòn nhanh lắm luôn. Nó cần cho nó vàng nha. Mình thấy cái mì phải sợ mì nó giòn rồi được rồi. Đó, thôi lấy ra nè. Nó vừa đủ giòn là ok rồi. Wow. Rồi, nó giòn lên là mình lấy ra được rồi. Cho cái chảo khác lên, thì là cho dầu ăn vào. Cho gừng với lại hành tím vào trước. Rồi, thì là cho tỏi vào luôn. Tỏi, hành tím, gừng, nó vàng, nó thơm lên rồi. Cho hết thảy sản vào. Cái nước sốt thì là thật thấy lên hồi nãy nè. Rồi thế là cho nước sốt vào. Cái nước bột thì bỏ thế là thấy lên á. Bột hà, bột bắp á, với lại nước cốt gà hoặc là nước cũng được luôn. Mình cho một ít dầu để cho nó sạch sạch. Còn muỗng nữa. Rồi cuối cùng mình cho hết rau cải ra. Rồi coi. Rồi xong. Rồi. Cái đồ xào của mình nó còn nóng với mì nè. Hoàn thành được hai dĩa mì, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Wow, nhìn cái màu thì rất là đẹp luôn nè. Đó, cái này mình làm cái nước sauce hơi nhiều xí á, cái mình bỏ lên phía bên trên á, nó ăn nó có nhiều sauce nó mới ngon. Đó, thế là làm xong được hai dĩa. Nếu mà mình thích làm ít hơn á, mình có thể làm một dĩa cho gia đình ăn cũng được nếu nhà ít nha. Còn nếu không á thì làm giống như thế là hai dĩa luôn. Nhìn rất là hấp dẫn. Cái mì này thì nó rất là giòn, cho nên thay là sợ nó văng tùm lum á, lấy kéo thì cắt. Wow, nghe tiếng giòn không? Nó giòn, thơm lắm luôn. Cái gì nó cũng còn giòn hết, rau cải thì còn rất là xanh. Dầu biển thì rất là chút xìu. Nó mới vừa chín rồi. Mì xào giòn rất là ngon các bạn ơi. Mình ở nhà làm cho nên cái gì nó cũng đặc biệt hơn. Rồi thêm đậu biển thì mình xào nhiều hơn tí nữa. Rất là ngon. Hay là chúc các bạn thành công với lên món mì xào giòn ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like. Và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.